Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 đã nghe và thảo luận tại tổ về dự án nghị quyết của Quốc hội thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự và dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu. Thảo luận tại tổ, các đại biểu đều khẳng định, trong những năm qua, công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm tham nhũng kinh tế, đã đạt được những kết quả to lớn, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động tố tụng hình sự cho thấy có nhiều khó khăn vướng mắc đặt ra, nhất là trong việc xử lý vật chứng, tài sản trong các vụ án, vụ việc về tham nhũng kinh tế. Do đó, các đại biểu có ý kiến cho rằng, dự án nghị quyết của Quốc hội thí điểm xử lý vật chứng tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự cần sớm triển khai và mở rộng ở tất cả các vụ án. Quan điểm của tôi là thứ nhất là mở rộng cái phạm vi không dừng lại vụ án tham nhũng. Hai, công từ là ngân hàng nào là do cơ quan lựa chọn chứ không cần phải ngân hàng nhà nước cổ phần 5%. Thứ ba là khi đã người ta đã tiền nộp vào rồi mà không liên quan vụ án khác thì mình trả cho người ta để đảm bảo cái quyền sở hữu định đoạt của người ta, đỡ thiệt hại cho chính bị cáo và những người liên quan khác. Tôi đánh giá rất cao về cái khoản 2, đó là có cái ý là phải xử lý kịp thời, hiệu quả vật chứng để sớm khắc phục hậu quả thiệt hại, đưa tài sản vào khai thác sử dụng. Có lẽ đó là một trong những cái, với cái nguyên tắc này thì có thể nói nếu mà làm tốt được thì rất hay. Rồi ở khoản 4, đó là quyền được nhà nước bồi thường thiệt hại. Cái này cũng là rất đáng được là chú ý. Là đối chiếu với lại cái tờ trình và cái nghị quyết này thì tôi nghĩ là cái phạm vi điều chỉnh nó được quá hẹp, là chỉ các vụ án vụ việc của ban chỉ đạo tham nhũng thôi, hẹp nữa là gì, lại chỉ là một số đấy nhá. Tôi nghĩ là sau khi triển khai thí điểm thì phải tính toán mở rộng. Nếu mà chúng ta thí điểm với phạm vi hẹp như này chưa để đại diện hết để mà tổng kết để rút ra cái gì để áp dụng cho cái chung được. Do vậy là quán triệt chỉ đạo chung mới nhất của Quốc hội và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, tôi nghĩ là phải mở rộng ra, đúng, và rút ngắn cái thời gian này và thậm chí là sau đó khi tổng kết xong là phải nâng lên thành luật. Đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu, các đại biểu đều thống nhất nội dung, mục tiêu sửa đổi 4 luật này nhằm giải quyết các khó khăn vướng mắc cấp thiết trong thực tiễn triển khai liên quan đến công tác quy hoạch, thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh, đầu tư theo phương thức đối tác công tư và hoạt động đấu thầu, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền cho địa phương gắn với tăng cường kiểm tra giám sát. Theo kế hoạch, tại phiên buổi chiều, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội sẽ trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật phòng không nhân dân. Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này. Sáng nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc đối với 5 dự án đầu tư chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng trên địa bàn thành phố. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền và Nguyễn Trọng Đông cùng tham dự. Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 5 dự án đầu tư chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng trên địa bàn thành phố bao gồm: 1. Dự án đầu tư xây dựng công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. 2. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho học sinh sinh viên tại khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. 3. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư thuộc khu đô thị Đền Lừ 3, quận Hoàng Mai. 4. Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp hỗn hợp trung tâm thương mại dịch vụ văn hóa tại số 148 phố Giảng Võ, quận Ba Đình. 5. Dự án đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất. Các vướng mắc chính khiến 5 dự án nói trên chậm triển khai hoặc chưa thể đưa vào sử dụng toàn phần là công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục thuê đất và các vấn đề pháp lý liên quan đến địa bàn xây dựng các dự án. Chủ trì buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thẳng thắn phê bình sự chậm trễ của các chủ đầu tư trong việc đảm bảo tiến độ của các dự án, trong đó có dự án xây dựng công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Chia sẻ về những khó khăn do các yếu tố khách quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, Hà Nội luôn ủng hộ và đồng hành cùng các doanh nghiệp và đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với các sở ngành của thành phố đẩy nhanh tiến độ.
thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chống lãng phí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trong đó tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ những nút thắt để khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, trưởng đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố đã làm việc với huyện Phúc Thọ về công tác quy hoạch quản lý đất đai, trật tự xây dựng khu vực bãi sông, ngoài đê trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Huyện Phúc Thọ có 5 xã có đất ngoài đê bãi sông Hồng, tổng diện tích đất ngoài đê gần 2.000 ha. Thời gian vừa qua, huyện đã xử lý 34 trường hợp vi phạm quản lý đất đai khu vực ngoài đê. Ngoài việc phối hợp với các tổ chuyên ngành của công an xử lý các trường hợp về khai thác cát, huyện cũng đã xử lý 2 trường hợp xây dựng vi phạm phòng chống thiên tai. Thành viên đoàn giám sát đề nghị huyện làm rõ thêm trong số 851 công trình xây dựng từ năm 2021 đến nay có bao nhiêu công trình ngoài đê bãi sông Hồng, đồng thời xử lý dứt điểm các vi phạm. Đoàn giám sát cũng đề nghị huyện quan tâm rà soát triển khai kịp thời các nhiệm vụ được quy định trong luật thủ đô liên quan đến tập trung nguồn lực, ưu tiên tổ chức thực hiện quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống phù hợp với quy hoạch thủ đô, quy hoạch chung thủ đô. Đoàn giám sát cũng yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, hướng dẫn huyện tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình lập và phê duyệt các quy hoạch chi tiết 1/500 theo thẩm quyền. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi đôn đốc phối hợp với huyện Phúc Thọ thực hiện các kết luận thanh tra các vi phạm đất nông nghiệp công ích, đất công đã ban hành. Sáng nay, Cụm thi đua số 2 Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa 18, nhiệm kỳ 2024-2029. Thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo tóm tắt về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Theo đó, trong các ngày 16, 17 và 18 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra trọng thể với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thông qua đề án Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa 18, gồm 145 ủy viên và thông qua nghị quyết xác định nội dung mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản, 3 khâu đột phá, nhiệm vụ công tác trọng tâm và 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029. Trên cơ sở các chương trình hành động, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch kịp thời triển khai việc học tập quán triệt nghị quyết đại hội, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân, gắn việc triển khai quán triệt tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Sáng nay, 30 tháng 10, quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn quận năm 2024. Tại hội nghị này, các đại biểu đã được thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội của quận Cầu Giấy trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, giá trị sản xuất trên địa bàn quận ước đạt gần 170.000 tỷ đồng, tăng 8,23% so với năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 19.300 tỷ đồng, đạt 99,5% dự toán. Năm thứ 16 liên tiếp, quận đứng đầu thành phố về kết quả thi vào lớp 10. Trong phần đối thoại, các tổ chức chính trị, đoàn thể và nhân dân đã trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, các dự án chậm tiến độ, xử lý mâu thuẫn nội bộ tại các chung cư, trật tự đô thị. Đây đều là các vấn đề nóng, thu hút được sự chú ý từ dư luận trong thời gian qua trên địa bàn. Hoạt động đối thoại là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Thưa quý vị, một trong những hoạt động ý nghĩa của quận Ba Đình hưởng ứng tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2024-2025 là công trình Bến Hoa Phúc Xá Ba Đình. Sự kiện vừa được Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức ra mắt vào sáng nay. Hoạt động ra mắt công trình Bến Hoa Phúc Xá Ba Đình có ý nghĩa kết nối các điểm du lịch, đền Quan Thánh, đền Voi Phục, phố đi bộ kết hợp ẩm thực đêm đảo Ngọc Ngũ Xã, phố kinh doanh dịch vụ Ngọc Khánh Giảng Võ và sắp tới là các hoạt động trải nghiệm chuyến tàu leng keng ký ức Hà Nội, trải nghiệm hoạt động chợ đêm Long Biên nhằm tiếp tục phát huy các sản phẩm du lịch đặc trưng của quận Ba Đình. Để có Bến Hoa Phúc Xá, các lực lượng của quận và phường Phúc Xá đã giải tỏa gần 100 lều lán chuồng trại, san ủi gần 10 ha, chặt phá khoảng 5.000 cây dại. Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên quận, Hội chữ thập đỏ quận, hàng trăm tình nguyện viên đã cùng chung tay cùng Phúc Xá dọn dẹp vệ sinh môi trường, cải tạo đất.
Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình bằng quyết tâm, bền bỉ, tình yêu và nhiệt huyết đã gieo trồng vượt qua nắng mưa, bão lụt để chăm sóc hàng nghìn mét vuông hoa, chung tay sáng tạo một không gian đẹp giữa lòng thành phố. Công trình là khát vọng sống xanh, sống hạnh phúc của phụ nữ Ba Đình, là sự mong mỏi đóng góp vào xây dựng quận Ba Đình là vùng đất đáng sống. Bằng hoạt động tham gia tuần lễ sáng tạo của thành phố trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO 2024-2025, quận Ba Đình luôn mong muốn được học hỏi và chia sẻ những ý tưởng sáng tạo, cũng như khuyến khích các tài năng trẻ phát huy giá trị di sản, bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo tồn nghề truyền thống, phát triển du lịch bền vững và chung tay vì cộng đồng làm phong phú thêm đời sống này. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận cũng đề nghị các cấp ủy đảng, các phòng ban ngành, đoàn thể và nhân dân quận cùng chung tay nhiều hơn nữa trong các hoạt động sáng tạo để quận Ba Đình trở thành một trung tâm sáng tạo, nơi mà mọi ý tưởng đều được trân trọng và phát huy. Thưa quý vị, nhiều tháng vừa qua, người dân sinh sống xung quanh khu vực thôn Lai Xá, xã Kim Trung, huyện Hoài Đức luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm bởi những bãi rác tự phát gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và mỹ quan trên tuyến đường được coi là văn minh đô thị này. Những bãi rác tồn đọng lâu ngày, bốc mùi hôi thối dọc đoạn đường từ lối vào khu chung cư New City đến khu dịch vụ cụm công nghiệp Lai Xá. Từ rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng đến lốp xe, phông bạt. Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã diễn ra dai dẳng từ lâu nhưng chính quyền địa phương vẫn không thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu để xử lý. Trời nắng thì mùi hôi thối nồng nặc, mưa thì nước rỉ ra từ những đống rác khiến nơi đây càng thêm nhếch nhác. Vỉa hè là vậy, lòng đường tại đây cũng bị chiếm dụng bởi những hàng quán và trưng dựng làm chỗ để xe cho các quán ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ. Trước thực trạng này, đòi hỏi chính quyền xã Kim Trung và huyện Hoài Đức cần sớm vào cuộc, trả lại mỹ quan cho đô thị, nhất là tại khu vực đông đúc dân cư. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền cho người dân ý thức giữ gìn văn minh đô thị. Có như vậy thì tuyến phố văn minh đô thị mới thực sự được văn minh như kỳ vọng đã đặt ra. Thực tế hiện nay tại cả các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cống thoát nước bị mất nắp, được rào chắn tạm bợ, nguy hiểm rình rập đối với người đi đường, nhất là khi mưa ngập. Gần 3 năm nay, khoảng 30 nắp cống bằng kim loại trên vỉa hè hai bên đường Lý Thánh Tông đã bị mất trộm. Trên tuyến đường dài 4,2 km này, mỗi cống chỉ cách nhau khoảng 100 đến 200 mét. Người dân thì phải dùng nhiều cành cây để cảnh báo nguy hiểm. Dọc đoạn đường Lý Thánh Tông, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, ghi nhận số lượng lớn hố ga bị mất nắp. Các hố ga có độ sâu gần 2 mét, kích thước chiều ngang khoảng 60 cm. Nhiều hố bị cây cối che khuất, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Tôi cũng đã từng kinh doanh ở đây trong cái khoảng thời gian 5 đến 6 năm nay rồi. Và cái nắp cống trên vỉa hè của đoạn đường này nó tồn tại 3-4 năm nay rồi. Thực tế nó là ảnh hưởng cái nét mỹ quan cũng như là độ an toàn nó chưa được cao. Bởi vì sao? Có thể là người ta đi lại nó không thuận tiện bởi vì nó cản ngay trên cái chính con đường vỉa hè cho mọi người đi bộ. Theo người dân sống quanh khu vực, đoạn đường này gần khu dân cư, trẻ con và người lớn thường xuyên tập thể dục trên vỉa hè. Để đảm bảo an toàn, nhiều người che các hố ga bằng cành cây khô để người đi đường dễ nhận thấy. Tuy nhiên, cách này chỉ mang tính tạm thời. Thực tế đã có không ít sự cố, tai nạn đã xảy ra. Đi qua thấy rất nhiều vụ tai nạn đã rơi xuống đấy rồi đi phải đi cấp cứu ạ. Nhiều cũng có mấy học sinh đi buổi tối không kiếm mắt kém ấy, xong là đi xuống đấy cũng đã thường đã bị rơi đấy. Em chỉ mong sao cơ quan chức năng là sớm vào cuộc để trả lại kiểu mặt đằng kiểu như cái tuyến đường cho khu đô thị. Có đôi lời góp ý đến các ban ngành quản lý môi trường cây xanh hay là trên cái tuyến đường này, các lãnh đạo xem quan tâm đến khắc phục lại để nó đem đến cái sự văn minh và đẹp đẽ, sạch sẽ hơn cho cộng đồng. Hiện tại một số hố ga ở vị trí đông người qua lại đã được lắp nắp, có nơi được che bằng các tấm bê tông. Tuy nhiên còn lại rất nhiều vị trí khác vẫn bị bỏ ngỏ. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân vào những ngày mưa lớn. Đặc biệt như ban đêm, nếu như đường không đủ sáng hoặc người lái xe không đủ chú ý khi đang đi xe, có thể gây ra thương tích nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Lực lượng chức năng cùng các bên liên quan cần thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra đường định kỳ để kịp thời phát hiện các trường hợp hư hỏng, để từ đó có các phương án sửa chữa hoặc tiến hành thay bằng những nắp dự phòng.
Dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines trong năm 2024 này sẽ lần đầu tiên vượt mức 8 tỷ đô la Mỹ, đạt khoảng 8,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu trên 3 tỷ đô la Mỹ. Hiện đang có khoảng 35 mặt hàng ngành hàng của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Philippines. Trong 9 tháng năm nay, có 20 mặt hàng ngành hàng của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Philippines có mức tăng trưởng xuất khẩu dương so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có những mặt hàng có mức tăng trưởng cao như gạo, cà phê, hạt tiêu, phân bón các loại, sản phẩm từ sắt thép, điện thoại, các loại và linh kiện. Điện thoại thông minh không chỉ thay đổi cách chúng ta giao tiếp, làm việc, mà còn mở ra những xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe. Trong thời đại công nghệ số, việc khám chữa bệnh đã trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết. Người dân ngày càng ưa chuộng việc sử dụng công nghệ để đặt lịch khám bệnh, nhận tư vấn y tế từ xa. Với những bạn trẻ muốn chủ động quản lý thời gian như Hữu Hiệp, các nền tảng trực tuyến do bệnh viện phát triển đem lại sự yên tâm mỗi khi có nhu cầu kiểm tra sức khỏe. Trước kia thì mình sẽ phải xếp hàng, lấy số khám và nó mất rất nhiều thời gian để mình được gọi đến tên mình khám và mình không được đảm bảo việc là mình sẽ được khám trong ngày đó. Bây giờ có sự hiện diện ở công nghệ thì mình sẽ chủ động xem được lịch khám trên bệnh viện và có sự chủ động về mặt thời gian hơn khi mà mình đến khám. Ngoài ra thì việc có sự hiện diện công nghệ cũng giúp mình theo dõi được kết quả khám bệnh của mình trên trực tiếp trên điện thoại cũng như trên ứng dụng đấy luôn. Các dịch vụ trực tuyến này không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế mà còn giảm tải áp lực cho các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh. Chuyển đổi số cũng sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn toàn diện hơn về công tác quản lý tài chính, quản lý về nhân lực. Và đặc biệt là các cái công tác đấy nó sẽ hỗ trợ cho nhân viên y tế thực hiện một cách dễ dàng và thuận lợi trong quá trình khám chữa bệnh, đảm bảo cái công tác để chúng ta có thể kiểm soát các thông tin người bệnh. Và đặc biệt là người bệnh có thể sử dụng khi đi khám chữa bệnh ở nhiều nơi, nhiều cơ sở y tế mà không phải mang nhiều giấy tờ. Các doanh nghiệp cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng này. Nhiều ứng dụng sức khỏe ra đời, cung cấp thông tin bổ ích và hỗ trợ theo dõi sức khỏe cá nhân. Điển hình như ứng dụng YCare của Yakult, doanh nghiệp với sản phẩm sữa uống lên men từ Nhật Bản. Ứng dụng này cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số sức khỏe như bước chân, nhịp tim, oxy trong máu. Người dùng có thể ghi lại nhật ký sức khỏe cho hồ sơ chính của bản thân và tạo các hồ sơ phụ theo dõi sức khỏe cho cả gia đình. Dạo gần đây mình có sử dụng một số ứng dụng theo dõi sức khỏe trên di động. Và từ cái ứng dụng đó mình có thể xem là hôm nay liệu mình đã hoạt động đủ nhiều chưa, ăn uống có đủ chất hay không. Và từ những chỉ số đó mình sẽ thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Công ty Yakult chúng tôi tạo nên ứng dụng có thể giúp người dùng theo dõi các chỉ số tạo nhật ký sức khỏe, không chỉ cho bản thân mà còn cho các thành viên trong gia đình. Chúng tôi hy vọng ứng dụng này sẽ giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên dễ dàng hơn. Theo chủ trương của Bộ Y tế về đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, nhiều trung tâm khám chữa bệnh, các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng đã tích cực ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của mình, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chăm sóc sức khỏe. Chuyển sang phần tin thế giới, hãng tin TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này giành quyền kiểm soát thành phố Selidov. Thành phố này, theo cách gọi Ukraine là Selidov ở vùng Donetsk. Việc kiểm soát thành phố Selidov sẽ cho phép quân đội Nga tiến gần hơn đến trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk và đạt được bước tiến lớn ở miền đông Ukraine. Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hai ngôi làng và thị trấn nhỏ nằm ở phía nam Selidov. Selidov có khoảng 20.000 cư dân trước khi Nga phát động chiến dịch tấn công. Thành phố này có mỏ than duy nhất ở khu vực Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Việc kiểm soát Selidov, khu vực nằm cách trung tâm hậu cần Pokrovsk khoảng 18 km về phía đông nam, là bước tiến mới nhất của quân đội Nga ở miền đông Ukraine. Selidov được xem là thành phố chốt chặn phía nam khu vực trọng yếu Pokrovsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết Nga đã giành được nhiều lãnh thổ ở Ukraine hơn sau những thay đổi lớn trên tiền tuyến, đặc biệt là ở miền đông Ukraine, xung quanh thành phố Pokrovsk. Chỉ riêng trong tháng 10, Nga đã kiểm soát thêm 478 km2 lãnh thổ ở Ukraine, bước tiến lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Cùng ngày, chính phủ Ukraine lên kế hoạch huy động thêm 160.000 công dân tham gia lực lượng vũ trang nước này. Kể từ đầu năm 2022, Kiev đã huy động hơn 1 triệu công dân nhập ngũ.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một số lượng nhỏ binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai ở vùng Kursk của Nga trên biên giới Ukraine. Đây là lần đầu tiên Mỹ xác nhận về việc triển khai quân đội Triều Tiên ở khu vực này. Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết, ngoài một số lượng nhỏ binh sĩ Triều Tiên có mặt ở tỉnh Kursk, có vài nghìn binh sĩ khác đang di chuyển đến đây. Ông Patrick Ryder bày tỏ lo ngại Nga có ý định sử dụng lực lượng này để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu ở vùng Kursk. Bình luận về khả năng và vai trò chiến đấu của quân đội Triều Tiên, ông Ryder cho rằng họ có thể sẽ đảm nhận một số vai trò bộ binh. Ngoài ra, ông Ryder cũng nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Mỹ chưa thể xác nhận thông tin quân nhân Triều Tiên đã có mặt ở chiến trường Ukraine. Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ quan ngại về thông tin binh sĩ Triều Tiên có mặt ở vùng Kursk của Nga. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, nếu quân nhân Triều Tiên triển khai đến Ukraine, Kiev có thể tự vệ. Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington cho biết Bình Nhưỡng đã điều động khoảng 10.000 quân nhân đến huấn luyện ở miền đông Nga và có thể hỗ trợ cho lực lượng Nga gần Ukraine sau vài tuần nữa. Kursk là khu vực biên giới của Nga, nơi lực lượng Ukraine đã tổ chức chiến dịch tấn công kể từ đầu tháng 8 và hiện kiểm soát hàng trăm km vuông lãnh thổ ở đây. Tiếp tục thông tin về cuộc đua vào Nhà Trắng. Cuộc đua giữa ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris ngày càng trở nên gay cấn khi ngày bầu cử đang cận kề. Trong khi chiến dịch của bà Harris đang tăng cường mời những người nổi tiếng tới dự meeting nhằm giành lợi thế trước đối thủ, thì ông Trump vẫn tự tin vận động cử tri một cách độc lập và tuyên bố đang dẫn đầu ở các bang chiến địa. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump mới đây đã có buổi vận động cử tri tại bang Nevada. Trước sự gieo hò của các cử tri ủng hộ mình, ông Trump tuyên bố đang dẫn đầu ở các bang chiến địa. Ông Trump cũng một lần nữa không quên nhấn mạnh chính sách của mình sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Mỹ. Theo kết quả khảo sát toàn quốc của Forbes, phối hợp cùng với công ty nghiên cứu, phân tích và tư vấn chiến lược Harris X được công bố mới đây, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump giành được 51% tỷ lệ ủng hộ và ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris giành được 49%. Ứng cử viên hai đảng đang tích cực vận động ở các bang chiến địa để tìm cách giành được mọi lá phiếu có thể khi ngày bầu cử đã cận kề. Trong cuộc đua được đánh giá là sít sao bậc nhất mọi thời đại, chỉ số ít phiếu bầu cũng có thể quyết định người chiến thắng.